Mẹ Gót xin chào cả nhà. Hôm nay mẹ Gót sẽ làm một món ăn rất là đặc biệt và hấp dẫn luôn. Cả nhà muốn biết mẹ Gót làm món gì, hãy vào bếp làm với mẹ Gót nha. Hôm nay em sẽ nấu món giò heo nấu pate nha cả nhà. Nguyên liệu của em có 2 kg giò heo, 200g gan, 300g thịt xay, 1 hũ pate, 2 củ cà rốt, 2 củ khoai tây. Gia vị của em có là tỏi phi, tương ớt, dầu hào, tương xí muội, bột ngọt, muối, củ hành và là đường phèn. Và món này mình đặc biệt mình sẽ ăn kèm với bún tươi nha cả nhà. Mời cả nhà cùng làm với em nha. Trước khi nấu thì em sẽ trụng giò heo với nước trước nha cả nhà. Khi nước sôi rồi bây giờ em sẽ cho giò heo vào luôn. Mình trụng sơ như vậy thì giúp cho cái thịt của mình nó sẽ ra được những cái chất bẩn ở trong cái xương giò. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ luôn củ hành vô nha. Có củ hành vô thì nó sẽ thơm hơn. Sau khi mình bỏ thịt vô trụng thì thịt nó đã săn lại, thì bây giờ mình sẽ gấp ra và rửa lại nước nha cả nhà, cho nó sạch cục thịt của mình. Em đã đổ thịt ra rồi nè cả nhà, bây giờ em sẽ rửa lại bằng nước nha cả nhà, cho cục thịt của mình nó sạch nè, nó những cái chất đen nó đóng thì nó sẽ mình rửa lại cho nó sạch nha. Mình rửa như vậy thì nó ra mất đi những cái chất đen đóng ở trong xương và thịt nè. Khi mình nấu thì nước nó sẽ trong hơn và nó sẽ ngon hơn. Sau khi em trụng giò heo rồi, bây giờ em sẽ ướp luôn nha cả nhà. Em sẽ cho giò heo vào. Rồi, tương ớt, khoảng 2 muỗng tương ớt, 2 muỗng cà phê nha. Rồi, dầu hào 2 muỗng cà phê dung. Xí muội cũng vậy luôn, 2 muỗng cà phê dung luôn. Rồi, muối em sẽ cho khoảng 1 muỗng cà phê muối và khoảng 3 muỗng đường phèn. Và khoảng 1 muỗng bột ngọt. Rồi em sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều lên, mình để khoảng ướp khoảng 2 tiếng thì cho thịt nó thấm vô giò heo của mình rồi mình mới bắt đầu nấu nha cả nhà. Còn pate, pate thì em sẽ cho nửa hộp vào trước, còn nửa hộp để mình khi nào mình nấu gần chín thì mình mới cho vào. Đây em sẽ cho nửa hộp pate. Rồi mình sẽ tán đều ra và tỏi phi luôn. Cho tỏi phi càng nhiều thì thịt của mình nó càng thơm. Rồi mình sẽ trộn đều lên rồi để khoảng 2 tiếng cho thịt nó thấm nha cả nhà. Nhưng mà cả nhà nhớ để trong tủ mát nha, đừng để bên ngoài nha. Rồi sau khi ướp thịt xong thì em sẽ đi xào gan. Gan với thịt xay này thì mình sẽ đi xào lên rồi mình mới nấu nha cả nhà. Trước khi nấu thì em sẽ xào gan với lại thịt xay trước nha cả nhà. Khi chảo nóng thì em sẽ cho dầu vào. Rồi mình sẽ cho một ít tỏi vào luôn. Còn một ít thì để chút nữa mình sẽ xào thịt.
xào gan với thịt xay trước như vậy, riêng chút nữa mình nấu thì thịt nó sẽ ngon hơn và thơm hơn. Khi tỏi vàng rồi nè, bây giờ mình sẽ cho thịt và gan vào luôn. Nhớ cho lửa nhỏ vừa thôi nha cả nhà. Rồi khi cho gan với thịt vào thì mình sẽ cho thêm một ít gia vị. Em sẽ cho thêm một ít tương ớt để giúp cho cái màu gan của mình nó tươi hơn, nó sẽ không bị đen. Và một ít dầu hào. Khoảng nửa muỗng bột ngọt. Và 2 muỗng đường. Và mình sẽ cho thêm một ít nước mắm vào để cho nó dậy mùi, nó thơm lên nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ xào thôi. Cái mùi nó rất là thơm luôn cả nhà. Cho mình xào, mình cho một chút nước mắm vào là nó sẽ dậy cái mùi lên, là nó sẽ rất là thơm. Và em cho khoảng một muỗng tiêu. Mình không cần xào chín lắm đâu cả nhà, mình vừa xào vừa săn tới là được rồi. Tại vì một chút nữa mình sẽ bỏ vào nồi mình nấu mà. Rồi còn nửa hộp pate lúc nãy em sẽ cho vào đây em xào luôn nha. Mình sẽ tán ra cho nó đều. Khi mình xào như vậy một hồi mình bỏ vào nồi mình nấu thì nó rất là thơm cái mùi pate. Cái nước nó rất là đậm đặc. Rồi như vậy mình tắt bếp được rồi nè cả nhà. Sau khoảng 2 tiếng thì thịt đã thấm rồi cả nhà. Bây giờ em bắt đầu nấu thôi nha. Trước khi nấu thì em sẽ xào sơ trước. Em sẽ cho dầu vào pha nồi. Và em sẽ cho một ít tỏi lúc nãy còn lại luôn. Mình sẽ xào lên. Xào mà khi thấy tỏi nó vàng là mình sẽ đổ thịt vào luôn nha. Giò heo này thì thường thì người ta sẽ nấu bằng cái nồi áp suất, nhưng mà em không có thì bây giờ em sẽ nấu bằng cái nồi gang. Cái nồi gang này công dụng của nó thì để nóng rất là lâu, nó sẽ thêm giúp cho cái giò heo của mình nó sẽ mau mềm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho giò heo vào luôn nha. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Nên như vậy cho giò heo nó thấm với tỏi mà nó thơm lên. Để khoảng 2 phút thì nó đã săn giò heo lên rồi. Thì bây giờ em sẽ cho nước dừa vào luôn nha cả nhà. Đây, em sẽ cho nước dừa vào. Và mình sẽ chừa một ít để mình chán cái thao ướp của mình lúc nãy nè. Rồi mình sẽ cho hết vào đây luôn. Và em sẽ thêm khoảng nửa lít nước. Rồi mình cho nước dừa với lại nước vào cho ngập quá hả giò heo là được nha cả nhà.
Rồi bây giờ mình sẽ đợi khi nào sôi thì mình sẽ vớt bọt ra. Trong lúc chờ giò heo mềm thì bây giờ mà em sẽ sắc cà rốt ra luôn nha cả nhà. Thường người ta khéo tay thì người ta sẽ sắc bông, còn em thì em chỉ chặn thôi. Chặn như vậy khi mà mình nấu lên thì nó cũng đẹp. Rồi khoai tây mình cũng chặn như vậy luôn nha. Khoai tây này một lát nữa em sẽ chiên lên. Khi mình nấu mà có những món có khoai tây thì mình nên chiên khoai tây để cho nó không bị bở nha. Nếu mình không chiên thì để vô nồi nấu thì nó sẽ mau nhanh bở lắm. Rồi xong rồi nè cả nhà. Khi giò heo sôi rồi nè cả nhà, bây giờ hả mình sẽ vớt bọt ra nha. Giò heo á, xương á nó rất là nhiều bọt. Lúc nãy em đã trụng sơ rồi đó, nhưng mà lúc này nó vẫn còn bọt nè cả nhà. Mình sẽ vớt sạch bọt ra nha. Vớt đi cho cái nước của mình một hồi nó sẽ trong, nó không có bị đục, nó không có bị lợn cợn. Vớt bọt thôi mà cái mùi bay lên chịu không nổi luôn á cả nhà, nó rất là thơm luôn á, thơm mà hấp dẫn luôn á. Nhìn phanh giò em ướp nè, cái màu lên rất là đẹp, rất là thơm với mùi pate. Bây giờ mình sẽ chiên khoai tây nha cả nhà. Khoai tây vừa vàng thì em sẽ nhấp vô nha, không còn chín lắm nha cả nhà. Chiên bằng cái nồi gang này nó sẽ rất là ngon và giòn khoai luôn nè, không có bị dính luôn. Sau khoảng 60 phút em hầm thì giò heo nó đã mềm và nở luôn rồi nè cả nhà, nhìn rất là ngon. Bây giờ em sẽ cho khoai tây, cà rốt, tiêu xanh, giò gang em xào lúc nãy vào luôn nha cả nhà. Em sẽ cho cà rốt vào. Mình cho cà rốt vào để khoảng 10 phút và để cho cà rốt nó mềm rồi mình mới bỏ khoai tây vào luôn nha. Sau khoảng 10 phút thì cà rốt cũng đã mềm rồi nha. Em bây giờ em sẽ cho khoai tây vào luôn. Em sẽ cho tiêu luôn. Em sẽ trộn đều ra. Rồi cuối cùng là em sẽ cho thịt xay và gan và pate vào luôn nha. Và một ít tiêu sọ. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều ra và chuẩn bị ăn thôi. Sau khi cho khoai tây, cà rốt, và tiêu và pate gan xào lúc nãy rồi thì bây giờ em sẽ nêm lại nha. Theo như khẩu vị của nhà em là đã vừa ăn rồi đó cả nhà. Còn bây giờ tùy theo khẩu vị của cả nhà, nếu ai ăn mặn ngọt gì thì nêm thêm nha.
em đã làm xong món giò heo nấu pate rồi nè cả nhà. Món này mình có thể ăn kèm với bún hoặc bánh mì đều được nha. Cả nhà nhìn nè, miếng giò rất là ngon luôn nè cả nhà. Nhìn nó nở và ngon luôn. Mời cả nhà dùng với em nha. Nếu cảm thấy hay hãy đăng ký kênh, chia sẻ và bình luận bên dưới để em có nhiều động lực làm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.